Hai, Hưởng chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Nay tiếp tục hai anh em đến hẹn lại gặp. Nay tới ngày hai anh em đi hâm lời cá nữa cả nhà ơi. Mà kỳ trước thì cũng ổn ổn, không hắt cũng mà không trúng, nó vừa cả nhà. Không biết kỳ này nó sao đây. Thôi giờ thì Hưởng mời cả nhà theo dõi màn hình đi với hai anh em coi bữa nay hai anh em có trúng nha. Đồ của Hưởng đi thì nó cũng vẫn vậy cả nhà. Đi mà quên, bữa nay Hưởng có đem heo hũ mồi lương nữa nè. Đây, Hưởng sai sẵn rồi, làm mồi lương để bỏ vô coi có dính lương không nha, chứ mấy bữa đã bỏ trùng vô hả, lương nó vô đồ. Nên Hưởng này Hưởng làm thử hũ mồi lương này coi sao. Thôi giờ lên đường khui cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Đi anh thấy cái lời rung rung nè. Ồ, có hàng rồi em ơi. Mới nhắc ếch ếch. Con ếch chà bá nó nằm đó. Con ếch chà bá nó nằm luôn. Trời ơi. Con ếch cụ. Dính 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 cái nào đó. Ở mập kìa. Phụ con ếch cụ cái nhà đi. Trù đó cô. Hơn bên tay của Tư luôn. Con ếch này cậu có 3-4 lạng. Cái bắp đùi của nó bự hơn ngón tay cái của Hận luôn. Đáng nghề mới ra được. Bắp đùi nó bự hơn cái ngón tay của Hận luôn. Xè bàn tay ra Quy. Con ếch nằm cái hết bàn tay của con Quy luôn cả nhà. Được em đầu tiên. Em ếch khủng. Trời cô nó đã. Quá sướng luôn rồi. Hứ gì chịu nổi rồi. Thôi cho vô. Để kéo nhỏ nhỏ lại. Mới nhảy. Anh Hải nha. Rồi cái đầu tiên có nhớ. Khui cái nữa. Cái đầu tiên được em ếch quá ngon. Sướng sướng. Cái này sao thấy nó im đượm mày. Ôi được có con cua à. Không biết nó có kẹp cách lờ không nữa. Đi hên quá không sao. Để Hận bắt con cua này. Cái này có gì không đây. Em thấy em ru vậy. Ừ. Ý được con cá chèn. Được em cá chèn bự. Ngon. Quá im luôn cả nhà. Ừ. Con cá này coi lại ăn béo lắm nha. Chụ cô xuống đã gì thì thôi luôn cả nhà. Bụng nó trơn nhớt lắm. Đây cả nhà, sướng thiệt sướng luôn, quá phơi. Cái chèn này là kho lạc một cái tới công chuyện luôn. Thôi giờ để Hận kêu em Quy xuống bỏ vỏ nha. Được em cá chèn quá ngon luôn anh. Em cá chèn đó nào giờ Hận mới dính được con cá chèn bự đó, chứ bữa giờ thấy có chút không à. Này hay có em cá chèn bự là thấy phái rồi cả nhà. Em cá chèn nhỏ này bữa giờ còn nguyên. Lỡ rồi lụm nó luôn. Bữa nay có cá chèn lớn rồi, lụm luôn chèn nhỏ về kho cho đủ bộ. Em cá chèn nhỏ nữa cả nhà. Để dục lên cho em Quy bỏ túi luôn. Ây da, ây da. Hai mồi. Khui tiếp luôn cả nhà. Cái này kỳ rồi Hận sảy con gì không biết nè. Nó dùi cho con lỗ nè. Kỳ này không biết có dính lại không.
Ui có mà cái gì á. Ý cá chèn nữa. Bữa nay cá chèn. Vô cá chèn nữa em ơi. Hộ em này vô sao tung cái mỏ đỏ chét vậy. Ây da. Bữa nay vô cá chèn không nha. Đây cả nhà. Cái em này vô tung cái mỏ đỏ chét. Vô. Vô túi thôi. Kệ. Kiếm chừng hả chục em cá chèn này về kho lạc ăn hả hết bài luôn cả nhà. Nó béo nhạy luôn á. Hello. Nó lại im điềm. Không có động tĩnh gì luôn rồi. Được mấy em cá sạc với em cá rô. Để lại làm mồi luôn cả nhà ơi. Mình thấy cái lờ này nó nhúc nhích nhẹ nhẹ mà không biết có hàng không cả nhà. Đây nè. Nó nhúc nhích nhẹ. Ý có cá sạc chết nha. Hai ba con cá sạc chết nha. Được hai em chi đồng. Chi dừa. Em chi dừa, em chi trắng. Vậy mà vô quậy cái sạc chết. Dạ. Đây cả nhà. Cái chi dừa nó có đốm đốm nè. Cái đậu tròn vo à. Ây da. Đây, em bắt chưa. Mấy em này bắt ghê quá. Ý. Từ từ thôi nào. Cô cư. Có ai làm gì đâu rồi. Nhảy cái bụng mấy ghê vậy ông. Một em. Đây cả nhà. Cái đuôi nó có chấm 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 nè. Dèn chặt luôn. Ngon quá ngon. Em bết tính đậu hót. Còn em nữa. Thui cái nữa cả nhà ơi. Mấy vừa thấy bầy đồng gồng đằng kia. Ê. Ê. Hụi nó giật quá khớp luôn. Có hàng. Hàng này chắc. Ê. Hết hầu mày. Hàng này chắc hàng khủng luôn á. Cái gì vậy? Ui, chú, hàng khủng, hàng khủng rồi, hàng khủng rồi. Ai vậy? Con này đấy khủng. Chỗ cô, ô, em mùi đấy, bắt đi, em đấy khủng quá khủng luôn cả nhà. Xuống hồ cô xuống gì đâu luôn á. Quá đã luôn. Im con rồi. Em này đẹp đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà. Cái cam nó dính nước rồi. Em này đẹp quá chừng đẹp luôn cả nhà. Con này vô lâu rồi, chày ngư nè. Vô ngon. Ngon. Tưởng vô cái lóc khủng. Ai ngờ đâu thấy cái giật 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 giật. Y im nào. Thôi vô túi tiếp tục. Có hoàng đế rồi. Vô nè. Ủa cái đó cá quần đế hả? Xuống nó giật đá thiệt đá luôn cả nhà. Mạnh hay ghê luôn. Cái này không biết sao đây. Cái kia dính nữa. Còn cái này không biết có không. Hello. Rồi chết quét rồi. Ý. Không có chơi.
nằm im ru rồi, cái chi trắng nằm im ru và rù rồi. Đây cả nhà, em cá chê trắng nha. Có xe giấu giấu. Em cá chê trắng quá đã luôn. Thôi giờ để Hưng bắt em mấy ra nha. Em này vô lâu rồi, cái đầu nó cũng chày chày. Chuẩn bị khui một em nữa. Làm em hoàng đế cho sung ba khía lên cái. Sao có em vậy? Rồi thấy em cua. Thấy em cua hết ham mà. Thấy có con cua hết ham cả nhà. Kiểm tra liền. Hên quá. Nó không có kẹp. Khui hàng. Cái quớt nữa rồi. Ý, được em cá hát lát bự. Tự nó chết. Tự nó chết, ai ngờ đâu cũng dính cá được. Con hát lát bự với con hát lát nhỏ cả nhà. Được hai em. Giờ để Hận lên, Hận bắt hai em cá này ra. Đặt lại luôn nha. Hai em cá cũng được. Ừ, có con ếch bự nó nhảy đây. Ếch mới nhảy cái tủm luôn. Cái này sao thấy đóng rông. Ui, có hàng. Có hàng nó giật kìa. Đó. Ui da. Có sướng. Ý được em vườn bới. Được em hoàng đế nữa. Ây da. Ngon. Ây da. Im anh bắt em ra nhẹ nhàng. Đó. Ý. Sao dãy hoài vậy? Ừ, dãy chi chạy đừng la. Này cả nhà, em hoàng đế nhỏ nữa. Nhỏ chứ em thì cũng phải 2-3 loại à. Vô túi thôi. Từ từ thôi, coi chừng em ếch. Đó, em ếch khổng lồ ngồi kìa. Bự ra xíu. Nguy hiểm quá. Khui thêm em nữa cả nhà. Cái kia dính em hoàng đế là thấy sung sung ba khía lại rồi á nhà. Cái này sao đây? Rồi cái này chết quớt luôn rồi. Mới nói sung sung ba khía cái này không dính con gì luôn. Rồi, để Hận vô mồi, Hận đặt lại cái này. Khui. Cái này bữa dính được hai em cái chơi chết hết anh em mà bữa nay không biết có gì không. Rồi bữa nay thấy trống lóc rồi cái. Trống lóc em ơi. Gì vậy? Cái gì? Cá chẹn nữa em ơi. Bữa nay sao vô cá chẹn không à. Ngon. Một em cá chèn nữa cả nhà. Ý trụ cô nu nu nặng đã ghê luôn. Thịt không rồi cả nhà, dày cộm mà. Cá này là ăn béo nhức nách luôn á. Vô điểm cuối cùng luôn cả nhà. Điểm cuối cùng này không biết sao đây. Cái đầu tiên của điểm cuối cùng. Rồi cá chết queo rồi. Dính đúng được con cá mang đỏ chết rồi. Rồi cái đầu tiên kỳ vậy trời. Một cái nữa cả nhà. Cái này có gì không đây? Có được em cá chơi. Được em cá chơi trắng nè em. Tìm cái chai trắng nhỏ à.
Bắt mấy em này ghê quá. Sẽ tới, sẽ tới. Sẽ tới cầm, cầm lời giùm anh mới bắt được. Từ, từ từ đừng nghiêng quá, hấp xuống. Miếng nhện nó vô trong cái rồi. Đây một em cá chê trắng nữa cái nè. Cái trắng này, cái trắng hồi xưa ăn thịt dai cực kỳ dai luôn á. Hello Moto. Hồi cái gì chạy không đây quá chừng. Ơi trong lời mình có cá chết rồi, có cá dính đồ tùm lum hết à. Cái gì đây? Cá chơi nữa. Ồ con kia nó chết, nó gã xác rồi. Hang cá chơi. Rồi em chơi trắng nữa cá nhậu. Ngon. Cầm em. Nó hay khó bắt quá. Lụm. Một em chê trắng nữa. Rồi cái đầu nó. Cái đầu nó vô lâu nó tung chày tùm lum. Cái này chắc bữa đầu nó dính luôn nên em kia chết á. Vô. Khui khui. Hello mô tô. Có gì không? Có được em cá chê vàng. Đây. Đây cá nhau. Được em cá chê vàng. Mà cá chê này cái gì nó lai cá chê phi rồi. Đừng được hấp xuống nước. Đúng rồi. Em này cá chê vàng này lai cá chê phi rồi cả nhà. Người nó không có đốm, có đốm mà ít. Chạy, có dính là ngon. Đỡ hơn không dính. Dù. Rồi rồi. Cái này không biết con gì vô mà bung cây hết rồi. Không biết còn cá không nữa. Rồi cái này chắc sảy rồi. Sảy rồi em ơi. Ờ. Hồi gãy cây luôn trên nè. Chỗ cô. Nè. Bung cây nó dồn quấy gãy đi luôn. Cái này vô hàng khủng rồi. Mà tại bung cái này nè. Bung cái này nó nên nó mới ấy được nè. Trời đất ơi. Đúng hỉ quái luôn. Ủa thật chứ. Tiếc gì đâu luôn á. Ủa cô. Ừ muốn rớt nước mắt luôn cả nhờ. Heo nó hôm nay mới hả dính được mà hả không bắt được. Sảy mất tiêu. Quậy mà bung hết cây gãy được cái nang ở trên đó luôn, trên đầu chớp. Hả cũng khủng lắm mới làm được vậy cả nhà. Uổng gì đâu luôn. Cái này không biết có dính gì không đây. Cái em ru bà ru. Chết quớt luôn rồi. Tức quá tức à. Cái này cũng cái cuối cùng luôn rồi cả nhà. Giờ để Hận vô mồi, Hận đặt lại cái này. Rồi hả Hận lên Hận tổng kết thành quả nha cả nhà. Qua. Wow. Chán ghê luôn cả nhà. Tiếc nãy giờ hai anh em ngồi tiếc cái con đó, tiếc hì hôi luôn. Hận đoán là nó vô trong bữa đó, nó vô xong là nó xảy luôn trong bữa đó. Bữa mà Hận kỳ trước Hận hâm xong là hả bữa đó vô luôn.
uổng tiếc, tiếc hùi hụi luôn. Mà không biết cá đó cá gì khủng lắm mới hay gãy được cái chớp đầu trên đó được hay thiệt. Gãy bung hết ba cây luôn. Tiếc ghê. Thôi, đây thành quả của hai anh em Thuận cả nhà ơi. Đúng em. Ây da. Ừ, để anh bắt nữa cái. Đây. Rồi, kéo hết ra luôn. Em hàng khủng. Xảy em khủng kia nhưng lấy được em khủng này. Đây cả nhà. Bữa nay Thuận được hai em hoàng đế với mới cá chèn rồi mới cá cá chơi nữa. Cá chơi dừa rồi cá chơi trắng. Quá im luôn. Có Thuận phái mấy em cá chèn con nào nấy mập u nu nè. Bóc cá chèn lên. Con nó chết rồi, bóc con kia kìa. Con này. Ừ. Trù. Đãi ghê không? Phơi phơi, béo hì hầu luôn á. Còn em này hả, cầm cứng khừ cái tay luôn cả nhà. Chắc như bắp luôn á. Em này Thuận đoán không lầm là phải từ 3 lạng tới 4 lạng, không dứ. Đây, vô, kéo đi, kéo theo nhỏ đi. Quá, quá đã. Rồi, giờ video hâm lời của hai anh em Thuận tới đây cũng kết thúc rồi cả nhà. Cả nhà cho Thuận kết thúc video tại em nha. Cả nhà xem video này hay cho Thuận một like và một đăng ký để Thuận có động lực làm những video mới hay chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui với hai anh em Thuận nha. Bye, chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha.